Rồi, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay là chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022, đến đây một clip mới nhá. Thì hôm nay nên bác cho bác một clip mới gồm rất là nhiều những các loại máy khác nhau này. Đấy, hôm nay thì sẽ lên chủ yếu thì vẫn là một số ít hàng chưa dọn nhá. Sau đó là sẽ đến cái lô hàng dọn sẵn này. Dọn sẵn này thì cũng có một số mấy cái dòng sản phẩm rất là hot luôn. Ví dụ như mấy cái con TG33 này. Đấy. Rồi là Echo 343 này. Đấy. Rồi là Mazu nhá. Rồi là Mitsu T200 nhá, cũng có một con nhá. Đấy. Rồi là côm bướm này. TB nhá, Mitsu TB nhá, rất là nhiều luôn. Hôm nay quá là nhiều sản phẩm luôn. Hôm nay về được thêm một con máy xới đất này. Đây, xới đất này. Con này khá là mới luôn. Đây. Các nhìn cái bộ bánh răng của nó rất là ok nhá, đẹp nhá. Rồi là về được thêm hai con bốn thì gọi là siêu đẹp luôn. Đây. Đây, thấy không? Hai con máy 4 thì Makita. Đấy, chưa? Rồi, thì hôm nay có thời gian thì em sẽ đi test cái lô máy này nhá. Thì hôm nay vẫn là thanh lý lốt cho bác một số cái mẫu máy chưa dọn đi. Để cho nó gọn nhà nhá. Thì nó tương đối là chặt. Rồi, ok. Cái cần mềm tum nhỏ mà cần cứng, cần mềm tum nhỏ, bố nhỏ rồi là cần mềm tung to thì nó cũng đều là bên em có rất là nhiều nhá. Lần này về rất là nhiều luôn. Đấy. Rồi. Thì vẫn như thường lệ thì bác nào mua chè nhá. Cái em à cũng có chè luôn. Đây, một bao này rất là to luôn. Cái bao này nó phải dư cỡ tầm chắc phải tầm 20 cân nhá. Đấy rất là nhiều luôn. Chè đây. Chè bút móc câu vừa mới làm sáng nay xong nhá. Đấy, bút móc câu được chưa? Trà xanh nhá. Đấy. Thì các bác các bác có thể mua uống thử nhá. Thì bên em báo giá luôn này. Bên em thì đó là địa phương trồng chè nên là chè thì loại gì cũng có, nhưng mà em vẫn báo cái loại mà các bác hay mua nhất mà là dùng rất là ok rồi, đó là cái loại mà 120.000 trên 1 kg nhá. 120k trên 1 kg. Đấy. Bên em ship từ 1 kg trở lên nhá. Bác nào mua từ 1 đến 5 kg thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ có 30 đến 35k nhá. 35k. Đấy. Thì bác nào mua trên 5 cân thì bên em bao ship luôn, được chưa? Bao ship luôn. Đấy. Chè thì nó cũng đã được khẳng định có một chỗ vững nhất định rồi. Đấy, các bác nhiều bác đã có những cái lượng khách hàng gọi là thường xuyên luôn. Các bác hết là các bác lại mua nhá. Đấy. Đấy, bác có thể quan sát kỹ này, em soi rất là kỹ cho bác luôn này. Đấy, chè búp móc câu nha, mới làm sáng nay luôn. Rất là xanh. Thì các bác mở bọc chè ra rất là thơm nhá. Đấy. Thì các bác mua chè thì cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại đây, được chưa? Đấy. Thì bác nào muốn tư vấn kỹ hơn về chè thì có thể là lấy cái loại gọi theo số thứ hai nhá. Đấy. Bác mua máy mua các thứ thì cứ liên hệ với hai số đây, được chưa? Rồi. Thì đi vào chủ đề chính nhá. Hôm nay thì phần đầu của chương trình thì em sẽ đi cho bác một số cái mẫu máy hàng chưa dọn nhá. Đấy. Lần này về tương đối là nhiều. Được chưa? Rồi. Để số 1 nhá. Số 1 em quay cho bác một con này này. Con này là một con máy ba lô nhá. Cái này là em bán đủ bộ máy ba lô cho bác luôn. Con này là con 24cc này, con Tanaka 24cc tum rời nhá. Đây. Tum rời đây, gắn vừa xì thuốc nhá. Đấy. Thế mà cái này nó làm ký hiệu giống Mitsu đấy, không biết này. Nhìn làm cứ tưởng Mitsu nhá. Nhưng thực ra con này là động cơ Tanaka nhá. Tanaka 24cc. Đấy. Đây, khung ba lô các kiểu vẫn còn rất là ok nhá. Cái này em bán đủ bộ cho bác nhá. Đấy, cái này là tum rời này, bác nào không thích thì tháo cái đầu máy này ra gắn xịt thuốc là ok này. Đây cái này là cái lắp gió của nó đây nhá. Đấy. Đấy, tiện đây thì em cũng có cái ấy ở đây thì em sẽ test mồi xăng đổ cho bác xem một tí này. Con này thì hàng bên em thì hầu như là nó tuyển chọn kỹ nhá. Đấy, mồi xăng là nổ thôi. Đây. Hơi thì khỏi chê nhá. Đấy, được chưa? Rồi, thì số 1 nhá. Số 1 em bán cho bác đủ bộ luôn. Với giá đó là như con này để cho bác giá 700k. Đấy, về tự dọn nhá. Ok chưa? Rồi, số 2 này. Số 2 em có một con máy, con này động cơ 24 nhá. Đây, em có một con máy khủng đây. Con này là nguyên bản ở bên Nhật về nó chế như này nhá. Đây, em quay rất là kỹ chi tiết cho bác này. Con này là một động cơ máy to cực khủng bố luôn.
Con này là động cơ Tanaka TBA 500, con này là động cơ 50cc nhá. Cái đầu này nếu em không nhầm thì như là nó tháo ra từ máy sới đất đấy. Tháo ra từ máy sới đất nhá. Đấy. Thì bên Nhật nó chế một cái bộ cần như này nhá. Bộ cần như thế này. Nên mà em thấy nó cũng có vẻ là hơi lỏng lẻo ấy. Đấy nhá. Bên em chưa hề động chạm gì nhá. Đấy. Thì các bác về có thể là chế đây. Như con này là thấy là cùi kẹp là thấy ấy nhá. Được chưa? Thì động cơ này là động cơ rất là khủng này, 50cc này. Đấy, bình xăng thì theo quan sát của em nó không bị bể nhá. Đây này, thấy không? Bình xăng cực to luôn mà không bị bể đâu nhá. Đấy, nó con này là động cơ nó tháo ra từ máy sới đất đấy. Cái chế của nó là cái chế này là chế nguyên bản theo máy luôn này. Đấy, vú bơm vẫn còn vàng nhá. Đấy. Con này chưa hề động chạm gì nhá. Đấy. Thì em ra giật hơi thấy ok đấy, mai kiểm tra lửa nữa là xong, chắc là lửa ok thôi. Đây là hơi rồi. Hơi rất chắc nhá. Đấy, máy không hề bị bi bọt gì nhá. Đấy, các bác về bỏ thời gian là mình chế mình làm lại nhá. Đấy, bên em thì nó rất là nhiều máy đâm ra là không có thời gian để hoàn thiện. Đấy, các bác về hoàn thiện nhá. Thì động cơ này em để cho bác cả máy cả cần nhá, về tự dọn. Thì số 2 nhá. Số 2 để cho bác giá là đấy, động cơ này 50cc này. Đấy nhá. Và trông rất là đẹp luôn. Đấy, nước sơn nước xiếc đẹp nhá. Con để cho bác giá là 1,6 triệu nhá. Đấy. Về các bác chế mà được lên là gắn phát cỏ là khả năng là đúng bài. Chuẩn luôn. Được chưa? Rồi. Đây thì đấy. Ok. Xong số 2. Rồi. Thế mà chuyển sang đến con số 3 nhá. Một số mẫu máy đây, có một mẫu máy này con số 3 là con này đây. Một con máy gọi là con máy Komatsu. Dòng này dòng Komatsu nhá. Con này thì nó hơi bị sạt cái sơn đây một tí này. Đấy, con này là động cơ máy 26 tum rời nhá. Cái này em bán đủ bộ cho bác luôn, cả máy cả cần, cả ba lô. Đây, dây của nó còn rất là ok nhá. Đấy. Vỏ thì con này thì nó hơi thâm thâm. Nhưng mà không sao nhá, động cơ của máy của nó rất là tốt nhá. Hơi rất tốt nhá. Hơi cực ngon luôn nhá. Hơi chắc lịch luôn. Đấy. Được chưa? Cái này em bán đủ bộ cho bác luôn nhá, cả máy cả cần. Động cơ này là động cơ Komatsu này, 26cc nhá. Nòng 34 ly đấy, chứ không phải là động cơ bé đâu. Cái đầu này mà các bác về gắn xịt thuốc là đúng bài luôn. Được chưa? Thì cái sơn này nó bị chóc này thì bác thể là cạo đi, cho bác sơn lại nhá. Như bên em làm thử một mẫu đây, rất đẹp luôn. Đây. Quay cho bác xem. Con này nó cũng bị chóc như con đấy. Thì bên em đã lên này, lên sơn lên nhìn rất là bóng bẩy và đẹp nhá. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy. Những cái động cơ Komatsu này thì em đang bán giá 1,3 triệu là hoàn thiện. Đấy. Thế nhưng mà em đây là bán đủ bộ cho bác này. Về tức là cả máy cả cần nhá. Đấy, về các bác là bỏ công dọn. Đấy, nên đẹp đi thì nó sẽ là ok. Số 3 nhá. Số 3 thì em để cho bác giá là 1,3 triệu đủ bộ nhá. Đấy, được chưa? Cả máy cả cần luôn. Ok. Rồi. Bỏ đây. Tiếp tục đây. Em có động cơ này nhá, động cơ to này. Con này động cơ to khủng này. Động cơ này động cơ Kawasaki nhá. TD33. Con này là con mới nhá, không phải con hôm trước. Được chưa? Con hôm trước là bán rồi. Động cơ này là Kawasaki TD33 33cc nhá. Nòng 37 ly nhá. Con này thì rất là đẹp này. Thứ nhất là như các bác có thể quan sát nước sơn bồ nó thì rất là đen này. Đấy. Được chưa? Máy của nó thì đủ đồ liền lạc. Nói chung liền đồ nhá. Bình xăng của nó như này nhá. Đấy. Cái này em sẽ bán cho bác cả máy cả cần nhá. Đấy. Thì động cơ này là tum rời này. Đấy, bố của nó thì còn rất dày, không bị bong gì đâu nhá. Đấy. Bố còn rất là dày, nó chỉ gọi là chỗ này chắc là nước mưa nó vào thôi, nhưng mà con này không bị bi bọt gì đâu nhá. Ngon nhá. Đấy. Đây, bố cực dày nhá. Thì con này thì hoàn toàn thì bác có thể là mình lấy cái đầu máy này bác lên bình xăng cho nó nhìn rất đẹp nhá. Nó là thuận nhá. Đấy, máy thuận. Nên là rất là đẹp luôn. Rồi. Động cơ này là động cơ số con này gọi con số 3 nhá. Con này rất đẹp này. Ơi, hơi rất chắc nhá. Đấy. Đã kiểm tra hơi lửa rồi. Hơi ok nhá. Con này mùa xăng khả năng nổ luôn. Mà đang chưa mở bộ ấy nhá. Bao hơi lửa nhá, em kiểm tra hôm nay em kiểm tra lửa rồi. Con này lửa ok.
hơi cũng ok luôn nhá. Đấy. 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 Nó còn đang lổ một tí rồi. Đấy. Số 3 nhá. Con này còn số 4 này. Số 4 này để cho bác giá là 1 triệu 2 đủ bộ nhá. Đấy, 1 triệu 2 đủ bộ luôn. Được chưa? Máy khá là niền đồ đẹp nhá. Ừ, được chưa? Rồi. Số 4 này. Số 5 nhá. Số 5 thì đây, một động cơ tiếp theo. À, con này đi. Con nào số 5 là con đây, có một con này rất đẹp này. Con này rất là độc đáo này, muốn giới thiệu bác này. Con này là động cơ Mazuyama nhá. Con này thì nhìn cái vỏ của nó bị bạc màu thì trông nó rất là hơi xấu, nhưng mà các bác hoàn toàn cái vỏ này thì bác có thể sơn lại rất đẹp nhá. Con này rất độc đáo vì sao? Đấy. Con này thì ba lô của nó thì cũng khá là ổn nhá, à, cũng rách rồi. Rồi, cái này bác nào nếu ví dụ thích dùng ba lô thì em sẽ lắp cho bác bộ khung ba lô khác nhá. Đấy, cái này thế tạm thời là bán đủ bộ cho bác đi. Thì con này em thấy chế của nó rất là cấu tạo rất hay. Nhất bình xăng của nó là con này bình xăng trên này. Nhưng mà nó lại có cái chế nó chế theo kiểu ngang ngang này, các bác nhìn thấy không? Đây. Đấy. Đấy, chế chảy nhưng mà lại ngang ngang. Đây. Ngang ngang và đây là khóa xăng này. Đấy, đây là khóa xăng này. Đấy, được không? Khóa xăng nhá. Rất là độc đáo luôn. Con này lại có nọc xăng ở đây nhá. Nọc xăng ở giữa này nhá. Đấy. Con này về dễ là đổ xăng là nổ luôn. Tại vì nhìn nó còn rất là dây xăng còn rất là mềm này, mà không bị ấy gì nhá. Thì cái này vỏ này về sơn lại nhá. Đấy, tum này thì nó chỉ bị cái tum ngoài này thôi, còn vỏ dưới này ok nhá. Đấy. Đấy, sơn lại là đẹp nhá. Đấy. Hơi thì cực chắc, hơi bao chắc các bác luôn. Đây. Đây. Ý. Hơi phải nói chắc lịch luôn. Con này đạt tiêu chuẩn nhá. Con này rất là đạt tiêu chuẩn luôn. Đấy. Thì cái này em bán đủ bộ cho bác nhá. Đủ bộ máy cả ba lô cả cần. Đấy, thì em sẽ thay cho bác cái khung đi cho nó đẹp nhá. Đấy, thì số này gọi là số 5. Con này thì lại đạt tiêu chuẩn rồi. Quá đẹp luôn. Hàng sưu tầm được ấy. Số 5 nhá. Số 5 em bán đủ bộ cho bác giá là 1 triệu con này để bao giờ 1 triệu 4 nhá, bán đủ bộ luôn. Đấy. Được chưa? Con này khả năng tháo cái chế này ra gắn ngang ngang là được luôn. Đấy, nếu mà ví dụ bác nào không thích cái bộ này. Bộ chế này. Con này dễ là đổ xăng nổ luôn á. Đấy. Được chưa? Số 5 1 triệu 4 nhá. Máy 26cc 34 ly, Mazu vuông 260, hơi chắc lịch nhá. Đấy, về tân trang lại là đẹp thôi. Đấy, con này rất là độc đáo. Ok. Rồi. Số 5. Số 6 đây. Số 6 là một động cơ đây. Bác nào mà thích Mitsubishi thì em có động cơ đây. Đây là con Mitsubishi này. T180 này, nằm trên máy ba lô nhá. Đấy. Khung ba lô của nó đây, dây dạ vẫn còn rất là ok. Đấy, chung là khung này cũng được, không bị sứt gì mấy nhá. Cũng hơi nỏng nẻo. Thôi cái này tháo đầu ra để lên được. Hoặc là ví dụ bác nào thích dùng ba lô thì mai em ấy cho. Em thay cho cái ba lô khác nhá. Đây, được chưa? Con này thì bác Quỳnh ơi, bác Quỳnh ơi. Con này thì hơi vỏ viếc là thứ nhất là theo quan sát của em là không bị bể này, vỏ đẹp này. Đấy. Máy thì máy tung to bố lớn nhá. Đây. Bố thì gọi là dày cui luôn. Đây. Bố con này dày cui nhá. Nó bị vướng cái này, nó bị bóp méo. Đấy. T180 động cơ này là con này là 33cc nhá. Dòng của nó là 36 ly. Được chưa? Đấy. Động cơ này ok, ngon. Hơi chắc lịch. Đấy. Hơi chất chắc nhá. Đấy. Hơi lửa không bị bi bọt gì đâu nhá. Bao hơi lửa nha cho bác nhá. Con này là động cơ số năm, số 6 này. Số 6 Mitsubishi công suất khủng này, tung to bố lớn này. Số 6 nhá. Số 6 đã bán đủ bộ cho bác cả máy cả cần nhá, tức là cả máy cả khung ba lô. Cho bác về tự dọn thì giá của nó sẽ là 1 triệu 1 triệu 3 nhá.
đấy, được chưa? Để nguyên như này 1,3 triệu nhá. Đấy, về tự dọn, được chưa? Đấy, ok chưa? Rồi, rồi tiếp theo có một động cơ tiếp theo này. Động cơ này liền đồ đẹp này. Động cơ này là động cơ máy to, là con Kawasaki nhá, TD33. Con này thì thứ nhất là nó rất đẹp. Đây, con này thứ nhất là đẹp này. Thứ nhất là bô của nó còn đen xì nhá. Đấy, được chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Bình xăng đặt như này nhá, không bị bể nhá. Khung ba lô của nó rất đẹp nhá. Đây, khung của nó, dây của nó chỉ bị ấy này, băng dính thôi. Mà thực ra là dây của nó còn rất đẹp nhá. Cái trung bộ này đẹp. Đây, dây dợ còn ngon lành nhá. Cái này em bán đủ bộ cho bác con TD33 này nhá, 33cc nhá, nòng 37 ly. Đấy, con này thì đẹp rồi, tuyệt vời nhá, rất là mới. Đây, hơi đây. Rồi, chắc địch luôn nhá. Rồi, đạt tiêu chuẩn nhá. Con này đẹp. Con này số 7 nhá, số 7 TD33. Cái này để cho bác giá là 1,3 triệu nhá. Đấy, được chưa? Đủ bộ. Ừ, đẹp nhá. Rồi, rồi em có một tiếp theo này. Rồi tiếp theo, con bác nào mà muốn Echo thì em có một con Echo để cho bác về tự dọn đây. Con này là Echo Kirit đời mới 260. Con này 26 trợ lực đây. Chế One Brazil 2 kim chỉnh nhá. Chế này cực kỳ dễ dọn nhá. Xem nào, vú bơm thế nào. Vú bơm còn chưa bị rách nhá, bơm vẫn còn ken két. Con này dễ là đổ sang đổ luôn nhá. Đấy, tum của nó là đây, con này là này. Đấy, 2600 Kirit nhá. Con này bình xăng zin của nó trắng tinh nhá, rất đẹp luôn. Đây là bình xăng zin nó nhá, chứ không phải bình xăng lô. Đấy, con này rất mới và đẹp. Đây, nhìn cái bộ khung ba lô đây, rất là mới này, thấy không? Kirit này. Đấy, nói chung con này thì em sẽ bán đủ bộ cho bác luôn, cả máy cả cần. Con này đẹp nhá, không phải dạng xấu, được chưa? Xuất sắc luôn. Đấy, rồi, hơi ok nhá, đẹp trợ lực đấy. Rồi, đẹp nhá. Con này rất đẹp. Nói chung là về khả năng đổ xăng đổ luôn. Tại vì là vú bơm nó vẫn còn chưa bị rách, và lại bơm còn ken két. Đây, thấy không? Đây, mã số đây. Đấy, made in Japan, Yamabiko, được chưa? Đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Con này số 8 nhá. Em số 8 là để cho bác giá là 1,4 triệu nhá, về tự dọn. Được chưa? Đấy, ok. Rồi, tiếp tục đây. Tiếp theo đây. Đây, có một động cơ tiếp theo. Bác nào thích Komatsu thì em có một con Komatsu rất đẹp lần cho bác đây. Con này là động cơ Komatsu nhá, cũng là Komatsu nhưng con này đẹp này. Đấy, thì con này là chung vỏ nước sơn của nó ok nhá, vỏ viếc đẹp. Đấy, thấy không? 2600. Đấy, dây xăng, bình xăng. Đấy, 26. Con này thì các bác về hay mua cái đầu máy về gắn xì thuốc được nhá. Đấy, cái khung của nó thì nhìn là hơi xấu, khung thì hơi xấu, nhưng mà vẫn dùng được, xài được. Bắt mấy con ốc này vào là xài được nhá. Đấy, được, dây của Balo vẫn còn chưa bị rách. Rồi, con này thì con côm 26cc nhá, gọi là Komatsu đấy, được chưa? Con này hình như có trợ lực ấy. Rồi, hơi tốt nhá. Rồi, hơi cực tốt luôn. Đó, con này con số con này con số mấy rồi? Số 9 nhá. Em số 9 này thì vẫn như thường lệ thì để cho bác giá là về tự dọn này. Em sẽ bán cho bác đủ bộ cả máy cả cần nhá. Với mức giá đó là 1,3 triệu đủ bộ nhá. Về tự dọn. Thấy chưa? Rồi, ok. Rồi, tiếp tục đây. Con máy lớn nữa nhá. Sau đó sẽ chuyển sang cái lô máy dọn sẵn. Đây, bác nào hỏi xin Daiwa thì hôm nay em về được một con xin Daiwa S35. Con này thì trước em bán rất là nhiều rồi. Con này là con xin Daiwa S35. Con này là thứ nhất là nhìn nó rất là đẹp nhá, nước sơn nó rất đẹp này, bô đen xì đây, thấy không? Đấy,
Được chưa? Xin tay qua S35. Máy ba lô nha, bình xăng còn rất đẹp nha. Khung. Rồi, khung đẹp luôn, không sứt mẻ bể vỡ gì. Tốt. Đấy. 35cc xin tay qua. Xuất sắc. Rồi, hơi tốt. Hơi chắc địch nhá. Rồi. Rồi, con này đẹp. Còn xem cần kiếc thế nào, nhưng mà nó là về cơ bản nó là đẹp nhá. Sẽ bao cho bác đầy đủ chén kẹp, cần kiếc bao đầy đủ chén kẹp về bác. Con này về theo khả năng đổ xăng dễ nổ luôn. Vì nhìn trông nó màu sắc của nó rất ok nhá. Còn rất mới. Số 10 nhá. Em số 10 này để cho bác giá là vẫn như thường lệ thôi. Mà con này đẹp nhá, xuất sắc thì để cho bác giá là 1 triệu có để cho bác giá là 1 triệu rưỡi đi. Thấy chưa? Đấy. Chưa phí ship nhá. Phí ship bao nhiêu bác tự trả. Rồi ok. Rồi. Rồi, nanh quanh một số mẫu máy thế thôi. Thì khi đấy em sẽ chuyển đến cái nô máy dọn sẵn đi. Này có mấy mẫu dọn sẵn thì cũng tương đối ok. Đây, có một con dọn sẵn đi. Con này này, con động cơ này là con ấy nhá, sới đất nhá, sới đất này. Đấy, thứ nhất là nhìn cái bộ lưỡi của nó rất là đen xì nhá, còn rất đen xì mới nhá. Đấy, con này nhìn tương đối được. Đấy, động cơ của nó thì vẫn là động cơ con này là động cơ Adfield này. Máy của máy Adfield nhá. Con này là động cơ Nativo. Động cơ này rất là ngon, tung rời nhá. Cái đầu này thì các bác là ví dụ như là không thích sới đất ấy, tháo cái đầu này ra này, gắn vào cần phát cỏ nhá, là thành máy phát cỏ luôn, được chưa? Đấy, con này là động cơ tay ga bóp này. Đấy, con này thì em hầu như là đã giới thiệu cho bác rồi. Con này bô nó còn đen xì nhá, đây bác nhìn thấy không? Sơn bô đen xì này, thấy không? Chưa cháy hết sơn bô nhá. Đấy, con này rất mới, màu tím, rồi. Đấy. Đây. Chung con động cơ này còn rất là tốt nhé. Đấy. Tốt nhé. Rồi. Thì đây, anh nhìn thấy quan sát này. Mới nhá, nói chung là được. Con này động cơ được. Số này gọi số 11 nhá. Con này con 11 thì phải. Đúng không? Tạm gọi là con 11 đi. Hình như nó là con 11 đấy. 11 này. 11 để cho bác giá là con này thì vẫn như thường lệ là 1 triệu tư nhá. Đấy, được chưa? Rồi. Như 1 triệu tư. Ok nhá. Rồi. Em chuyển sang đến hai con máy 4 thì đi. Con này rất mới luôn. Đây em có một con đầu tiên là hai con 4 thì này. Con này là 4 thì hàng Makita nhá. Makita mã của con này là 2650, được chưa? Con này nó có sẵn trên, nó có sẵn một cái bát cước này, bát cước Nhật nhá. Con nào mua cái này, con này là được luôn một cái bát cước Nhật rồi. Thì nguyên bản 100% nhá. Nguyên bản 100% luôn. Đấy. Từ A đến đá. Ok nhá. Động cơ đẹp. Máy sáng. Cơ 4 thì nhá, xăng pha nhớt. À xăng, xăng thêm nhớt kia. Đấy. Được chưa, quay tiếp mùi nhá. Rồi, con này xuất sắc nhá. Đấy, con này thì nó sử dụng tay cầm một tay. Nhưng mà bác nào không thích thì em lắp cho bộ tay cầm hai tay nhá. Sừng trâu. Con này thì ngon rồi. Bình xăng zin nó rất trắng nhá. Đấy. À, máy 4 thì sang máy 4 thì nhá.
sử dụng sang trắng, được chưa? Đấy. Thì đây. Không, mình sang chắc không bị bể đâu. Đây là nước ấy, diêm rửa nước ấy. Không bị bể đâu nhá. Đấy, con này ngon rồi, mới rồi. Không có khói nhá. Rồi, không có một chút cọng khói nào đâu. Nhìn cái màu sắc của máy là biết rồi, máy cực mới nhá. Rồi. 12 đây. 12 này để cho bác giá thì nó đẹp xuất sắc rồi. 12. Để cho bác giá là 1 triệu 6 nhá. Đủ bộ luôn. Đấy, hàng đẹp. Tuyệt. Rồi, có con này đẹp quá mà không biết là nó con này đẹp thì mới lắm, mới cực kỳ luôn. Nhìn tổng thể rất là mới luôn, là con tay ga bóp nữa chứ. Đấy,